Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Ở trong thời gian vừa qua rồi đã rất nhiều các cô chú các anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về đây cầu cứu báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đã đăng tin tìm vợ, tìm chồng, tìm con. Đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo là hai anh chị ở một nơi rất xa hôm nay về đây báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đã đăng tin tìm một người con gái của mình. Dạ, câu chuyện nhau kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, xin phép xin chào anh chị nhé. Rồi, anh có thể giới thiệu anh tên là gì? Em Hà Văn Béo. Nay em 37 tuổi, em ngồi ngõ Tư Hòa Đăng, đường 33. Em có đứa con gái bị đi bỏ nhà ra đi. Nay từ ngày 8 tháng 3, từ 7 giờ ngày hôm nay nó chưa về, nhờ mấy anh giúp. Rồi, anh cho hỏi là anh nguyên quán ở đâu? Em ở Cà Mau. Quê ở Cà Mau ha. Hôm nay mình về đây để nhờ các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin tìm con gái. Dạ. Anh có thể chia sẻ là con gái anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi. Dạ, họ tên của bé là gì? Hà Yến Chi. Hà Yến Chi 14 tuổi ha. Dạ. Rồi. Anh có thể cho mọi người cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội biết được là con anh tại sao lại bỏ nhà đi? Nó chơi game trên mạng rồi nó chat kết với bạn bè rồi xong rồi nó quen rồi xong bạn bè nó rủ nhau nó bỏ ra đây. Bây giờ em không biết cách sao thì ông nhờ mấy anh giúp đỡ tìm. Vậy là con anh là chơi bời trên trên mạng trên internet đúng không? Dạ. Con anh chơi bời lâu chưa trên internet gia đình mình biết lâu chưa? Lâu rồi, nó mấy năm nay. Ồ, mấy năm nay, năm nay 14 tuổi mà đã chơi trên internet mấy năm rồi. Dạ. Rồi con anh đi đến giờ phút này là mấy ngày rồi? Một ngày rưỡi. Một ngày rưỡi hả? Trước đây con anh đã từng bỏ đi bao giờ chưa? Có, đi hai lần, hai trận rồi. Ồ. Rồi hai lần trước là đi đâu? Nó đi cũng đi chơi trang vậy mà bạn bè khác nó ngủ nhau nó đi bỏ nhà đi. Lần này là bạn khác. Rồi bắt về nhà rồi chuyến này đi tiếp. Thì cũng bạn bè nó yêu đương nó ngủ nhau đi bỏ đi tiếp nữa. Lần này là lần thứ ba. Lần thứ ba. Ồ. Vậy là con anh đi đến giờ phút này là mấy ngày rồi? Cụ thể là mấy ngày rồi? Lúc mấy giờ là mấy giờ? 19 giờ ngày 8 tháng 3 đến ngày hôm nay là ngày 8. 19 giờ là vậy là bé đi buổi đêm. Dạ. Đúng không ạ? À. Trước khi đi là bé có báo tin cho gia đình là bé đi đâu và làm gì không? Không, nó đi nó không chào hỏi, nó không có thưa gửi gì hết, nó bỏ đi đi thầm lặng luôn. Ồ, vậy là bé trốn đi đúng không? Dạ. Trước khi đi là bé có băng theo điện thoại tiền bạc cái gì đi không? Nó bằng cái áo khoác màu xanh với quần lẫn. Vậy đi lần này lần thứ ba. Dạ. Hai lần trước là con của anh đi lâu không? Đi cũng nửa đêm nó mới bắt về được. Mình bắt là mình gặp ở đâu? Em gặp với chợ Bún. Bạn bè nó ngủ nhau chợ Bún chơi. Chợ Bún bên Bình Dương đúng không? Dạ, dạ. Ừ. Rồi, con anh nhà trước khi đi hiện nay là đem theo những cái tài sản gì? Không đem gì hết, chỉ có áo khoác với quần lũng. À. Ừ. Anh có biết là chỉ con cái đồ bông tai. Con anh có mang theo điện thoại đi không? Dạ không. Không điện thoại. Dạ. Trước đây bé có đem điện thoại đi bao giờ không? Không luôn. Chỉ ta đi ra không mình không. Đi người không? Dạ. Anh có biết là lý do tại sao mà con của anh lại bỏ đi như vậy không? Anh biết cụ thể nó bị áp lực gì hoặc tình trạng gì em cũng không biết. Nhưng là cứ nó đòi bỏ nhà đi không, đòi đi chơi không, bạn bè không à. Ở nhà kêu nó ở nhà nó không chịu ở. Nó cứ đòi đó đi với lại đòi đi làm không à. Đến giờ phút này anh đã biết là các bạn của con của anh là ở đâu và làm gì không? Cụ thể không? Mình đã tìm hiểu chưa? Không rõ nữa, chỉ là nó trên chat trên mạng điện thoại rồi nó chỉ nói gì sơ sơ nghe qua lo tai thôi à. Còn tình hình rõ thì không nhớ rõ. Ừ. Còn hiện nay thì mình không biết rõ hả? Không, em biết rõ nữa. À. Rồi. Anh có điều nào anh muốn chia sẻ trên video này thì hy vọng là con của anh xem được không? Em cũng mong tất cả phụ huynh trên mạng xã hội đó, ai có con nhỏ cũng ghét mà cách nào để hạn chế kìm cho cháu bớt. Với hai nữa, nếu mà ai mà giống tình trạng như chồng em gì á, gắng cố gắng giúp khuyên dạy với lại em gửi lời tới con em, nếu mà cũng mong con cái nó biết như cái ảnh con quay trên mạng này nó phải sửa đổi hoặc hiểu gì cha mẹ tí. Rồi bây giờ này anh có thể nhắn gửi trực tiếp trên video đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để hy vọng con gái anh xem được hoặc các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội biết được xem được biết được con anh đang ở đâu thì báo tin cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương. Dạ mời anh. Dạ em cũng mong
trên đăng trên mạng này cũng mong tất cả anh chị cô bác trên đội hiệp sĩ Bình Dương á, nếu mà đi đâu mà thấy con em á thì hoặc chia sẻ cái gì báo tin cho gia đình em biết, em xin cảm ơn. Rồi. Anh có điều nào muốn nhắn gửi cho con gái anh không? Em cũng mong con gái em á, nó thấy một cái clip video này nó cũng hiểu được chút nào, hoặc nó mong về nhà và đoàn tụ gia đình. Anh thể nhắc lại họ tên của con anh đi để nói rõ cụ thể đi để con anh nó mới biết được, nó mới về được. Dạ, con em là Hải Chi á, nó nay 14 tuổi. Kính thưa cô chú anh chị các bạn, thì hiện nay thì đội hiệp sĩ công an Bình Dương đến giờ phút này tiếp nhận phải nói là hàng trăm ngàn các thiếu nữ ở tất cả các tỉnh, tất cả các vùng, các miền, đồng bào dân tộc cũng có, thành thị cũng có, ở tất cả các nơi về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ công an Bình Dương để đăng tin tìm những thông tin những thiếu nữ hoặc những thanh thiếu niên bỏ nhà đi vì nhiều lý do, một là yêu đương, hai là bị giận gia đình, hoặc vì lý do nào đó các bé đã bỏ đi. Thì các anh em ấy sẽ tìm kiếm và đã giúp được rất nhiều các hoàn cảnh, các trường hợp đã quay về trở về đoàn tụ gia đình rồi. Nhưng mà trong thời gian vừa qua và nó là rất nhiều các thanh thiếu niên đã bị dụ dỗ những lời mời chào ngon ngọt trên mạng, trên internet, đến giờ phút này đã bỏ đi và đã sang Campuchia, sang biên giới. Còn một số thanh thiếu niên khác nữa thì có thể là bị dụ dỗ và bán vào các đường dây trung tâm massage ở tất cả các tỉnh. Thì anh em đội hiệp sĩ công an Bình Dương đã đăng thông tin rất nhiều, cảnh báo cảnh tỉnh cho tất cả các cô các chú các anh chị có con em chúng ta thì hãy dạy dỗ một cách cho thật là khéo léo nhất, tránh tình trạng mà con giận dỗi mà con lại tiếp tục bỏ nhà đi. Đến giờ phút này tìm kiếm thì nó là thực sự rất khó khăn. Hy vọng là bé gái này đang sinh sống ở đâu thì có thể là nếu như vì một lý do nào đó thì con có thể con liên hệ cho các anh em đội hiệp sĩ công an Bình Dương để các chú sẽ tìm cách để giúp con quay trở về. Còn các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội biết được video mà đội hiệp sĩ công an Bình Dương đăng hôm nay ấy, để cảnh báo và để truy tìm bé gái 14 tuổi vì lý do là hiện nay thì bé đang bị một số thanh thiếu niên đang dụ dỗ và chưa biết bán đi đâu và làm gì hoặc đi đâu sống với ai. Thì các cô chú nếu mà phát hiện được bé gái đang sinh sống ở đâu thì liên hệ cho các anh em đội hiệp sĩ công an Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Trong năm 2022 vừa qua thì đội hiệp sĩ công an Bình Dương đã phải nói là xử lý phải nói là hàng trăm ngàn trường hợp, phải nói là rất nhiều các thanh niên đã dụ dỗ các thiếu nữ này bỏ đi, và hiện nay thì rất nhiều thanh niên đến giờ phút là đi không có cơ hội được trở về vì lý do là dụ dỗ các bé, các thiếu nữ dưới tuổi 16, đặc biệt là những bé mà tuổi trẻ em dưới vị thành niên như thế này. Đây là một cái câu chuyện phải nói là rất đặc biệt. Nếu thanh niên nào đó hoặc ai đó đang giam giữ, đang khống chế, lừa đảo hoặc là lợi dụng bé gái 14 tuổi như này thì chắc chắn là tới đây không thả bé gái ra thì sẽ dính vào vòng pháp luật. Và vậy anh em đội hiệp sĩ công an Bình Dương sẽ đi truy tìm bằng được thôi, tìm khi nào tìm tới cùng. Nếu như ai đó mà đang giam giữ hoặc đang khống chế hoặc đang bao che cho bé gái này thì chắc chắn là người đó sẽ liên lụy, dính vào vòng pháp luật. Hy vọng là video này được sự lan tỏa nhiều hơn nữa của các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội, để hy vọng là trong thời gian tới thì anh em đội hiệp sĩ công an Bình Dương tránh tình trạng phải đi tìm rất nhiều như thế này, bởi một ngày tiếp xúc phải lan hàng trăm hàng ngàn trường hợp ở tất cả các tỉnh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ công an Bình Dương đăng tin để truy tìm giúp. Vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ, rồi ôm tiền cho người nọ cho người kia, rồi các thanh thiếu niên bỏ nhà đi, rất nhiều câu chuyện phải nói là rất đặc biệt. Rồi xin chân thành cảm ơn anh nhé. Rồi chào chị gái, chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì? Em tên Đại Thao ạ. À. Tên gì ạ? Đại Thao ạ. À. Đại Thị Thao. Dạ. Chị bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay cũng 39 tuổi. 39 tuổi nha. Dạ. Rồi mình nguyên quán ở đâu chị? Em ở Ninh Bình ạ. À. Quê ở quán Ninh Bình nha. Dạ. Mình sinh sống ở trong này lâu chưa? Dạ em cũng được mười mấy năm rồi. Rồi. Hai vợ chồng anh chị ấy là bây giờ về đây để nhờ anh em đội hiệp sĩ công an Bình Dương đăng tin tìm con đúng không? Chị có điều nào chị muốn nhắn gửi trên video này để hy vọng con gái chị xem được và con gái chị sẽ quay trở về? Dạ em chỉ nhắn con em coi được cái này á, mau quay về với cha mẹ. Chị có điều nào chị muốn chia sẻ cho con chị không? Bởi vì con chị đi đến giờ phút này có thể chưa biết nào tình trạng mà hiện nay có nguy hiểm hay không. Chị có điều nào muốn nói chuyện? Trước đây chị ở nhà chị có bao giờ nói chuyện với con khi nào không? Chắc không đúng không? Ừ. Em nhìn chị là nói nhưng mà em nhìn là em biết là chị không có dành tình cảm cho con nhiều, bởi vì những ánh mắt từ chị của từng người một đến đây là anh em nhìn biết ai tình cảm nhiều tình cảm ít, ai thời gian nhiều hay ít là các anh em nhìn là có cách nhìn nhận. Đây cũng là một trong những lý do con chị bỏ đi, vì những tuổi thanh thiếu niên, những tuổi rất nhỏ như này là đang rất cần cái sự chăm sóc cũng như hướng dẫn và chỉ bảo của bậc phụ huynh cũng như cha mẹ,
hoặc người thân. Bởi tuổi này là các chú hầu như các bé rất hiếu thắng, rất hiếu động và có thể là ngang, không nghe lời người khác. Có thể là mình thì đúng rồi, tuổi này là rất dễ cãi, có thể còn chống lại được gì. Đó, có thể là chửi cha mắng mẹ là có đó. Đây là một cái câu chuyện thực sự là rất đau lòng, rất thương tâm. Không ai muốn sinh ra con mà để con hư hỏng, nhưng đây vì lý do là có thể là vì cuộc sống mưu sinh gia đình, vợ chồng, cha mẹ có thể là không có con, không có thời gian để quan tâm chăm sóc con nhiều. Chính vì lý do như vậy nên là con nghe những lời xúi dục của bạn bè mà đã bỏ nhà đi và chửi cha mắng mẹ. Thực sự những câu chuyện rất thương. Nuôi con bằng đây thôi nhưng con chưa giúp được gì cho cha mẹ, nhưng đến giờ phút này là báo không à, để cha mẹ bỏ công bỏ sức bỏ việc để tìm con. Chị còn điều nào muốn nhắn gửi trên video này để hy vọng là các cô chú anh chị ở tất cả trang mạng xã hội biết được là giúp con chị sớm có cơ hội để quay trở về? Dạ em mong các anh chị cô chú coi được cái video này á, chia sẻ được con em nó đọc được á, nó về với cha mẹ. Con chị đi lần này lần thứ ba đúng không? Dạ. Mình có đánh đập con bao giờ không? Dạ bữa trước về cô quấn nó. Thì con nói sao? Nó là nó xin lỗi cha mẹ, là nó không đi không dám nữa. Dám là lần này tiếp tục tái phạm. Dạ. Theo như chị nhìn nhận thì bây giờ con chị là đang đi theo một số thanh thiếu niên khác hay là đi đâu? Hay là lý do là bé chán nhà bé bỏ đi? Dạ không có, có người dụ dỗ đi. Có người dụ dỗ mình có biết không? Dạ em cũng qua chị nghe nhỏ nghe nó là có thấy người chỗ đi. Thấy người chỗ đi đàn ông hay đàn bà? Dạ. Làm được khoảng bao nhiêu tuổi? Dạ, mười mấy tuổi ạ. Ồ, tuổi cũng nhỏ nhỏ đúng không? Rất nhiều các câu chuyện phải nó xảy ra trong thời gian vừa qua rất đau lòng. Thực sự rất thương. Rất nhiều các bé gái yêu đương bạn bè nam nữ quen biết trên mạng internet. Và nhiều thanh niên hiện nay đã bán những thiếu nữ này sang bên nước ngoài, yêu một thời gian hoặc vài bữa và sẽ tìm cách bán để kiếm tiền. Hy vọng là bé gái này đang sinh sống ở đâu đó thì hãy liên hệ cho các chú đội hiệp sĩ công an Bình Dương theo số điện thoại 0913 785888 để các chú sẽ tìm cách để giúp con quay trở về. Trong thời gian qua phải nói là rất nhiều các cô chú phải nói rất xa về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương mà khóc lóc, phải nói là thực sự nhìn rất thảm thương, rất tội. Nhiều người chân tay thì hắn còn bùn đất sình không à, bởi vì những ở vùng quê rất nghèo rất khổ mà phải lao động rất cực khổ, mà đến giờ phút này là con báo tin ở bên Campuchia, ở bên nước ngoài sang bên kia biên giới là bấm máy tính việc nhẹ lương cao, đến giờ phút này là bị đánh đập hành hạ một cách rất dã man. Hy vọng là các cô chú anh chị ai có con em chúng ta đang tuổi độ tuổi thanh thiếu niên như này thì hãy giáo dục con em chúng ta một cách kỹ càng hơn, tránh tình trạng bỏ đi đến khi là tìm được là rất khó khăn, mất rất nhiều công sức mà thậm chí tốn cả tiền của. Thôi cái cuối video này em xin phép thay mặt đội hiệp sĩ của thành Bình Dương em xin gửi lời chào và chúc sức khỏe anh chị nha. Chúc anh chị cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hy vọng là 1-2 ngày tới con chị sớm quay trở về cùng với gia đình nhé. Rồi, công trần xin thay mặt đội hiệp sĩ của thành Bình Dương xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.